kẻ lại vạch phân định ranh giới dành cho người đi bộ. Hàng hóa được dọn dẹp gọn gàng vào bên trong sạp hàng. Ngày 25 tháng 3 năm 2024, Ủy ban nhân dân phường Hải Châu 1, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng tổ chức lễ ra quân cao điểm lập lại trật tự đô thị, trật tự giao thông tại chợ Hàn và các khu vực xung quanh. Cụ thể, Ủy ban nhân dân phường Hải Châu 1 kẻ lại vạch phân định ranh giới của chợ và vỉa hè giao thông công cộng theo hướng 100% vỉa hè dành cho người đi bộ, không sử dụng vỉa hè làm nơi để xe máy. Mục tiêu của phương án thí điểm này là tạo ra một không gian giao thông an toàn, thuận lợi và làm đẹp môi trường đô thị tại khu vực chợ. Ủy ban nhân dân phường Hải Châu 1 cũng kiến nghị đề xuất thành phố sử dụng khu đất số 3, số 5 đường Nguyễn Thái Học làm bãi đỗ xe tạm phục vụ cho tiểu thương và người dân đến mua sắm tại chợ Hàn. Đồng thời, để bảo đảm trật tự an toàn giao thông tại điểm đến quan trọng, tập trung đông đúc du khách nước ngoài như chợ Hàn, từ ngày 25 tháng 3 đến 31 tháng 3, các đường Hùng Vương và Nguyễn Thái Học sẽ lưu thông một chiều đoạn giao cắt vuông góc với hai đường Bạch Đằng và Trần Phú trong hai khung giờ cao điểm từ 10 giờ đến 12 giờ và từ 16 giờ 30 phút đến 18 giờ hàng ngày. Như vậy, vào khung giờ cao điểm, toàn bộ 4 tuyến đường quanh chợ Hàn gồm đường Bạch Đằng, Hùng Vương, Trần Phú, Nguyễn Thái Học đều lưu thông một chiều. Trước đó, hai đường Bạch Đằng, Trần Phú đã lưu thông một chiều, còn hai tuyến đường còn lại vẫn là đường hai chiều. Xin nghĩ thì tôi cũng đồng tình cũng các cơ quan ngành sẽ làm theo đúng quy trình của cấp trên, giả sử như phân làn đi đường một chiều á, theo tôi đồng ý vì rằng hiện tại thì là chợ Hàn là gọi là khách chợ du lịch, mà đi hai chiều là ngập xe lên xuống. Cũng trong trưa ngày 25 tháng 3, lực lượng chức năng quận Hải Châu đã ra quân lập lại trật tự đô thị trên vỉa hè và điều tiết hướng dẫn người dân lưu thông một chiều vào giờ cao điểm xung quanh chợ Hàn. Ông Võ Trường Anh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Hải Châu 1 cho biết, đợt cao điểm sẽ tập trung xử lý các hành vi sử dụng xe đẩy, xe thô sơ làm quầy hàng kinh doanh, gây cản trở giao thông, làm mất mỹ quan đô thị và các trường hợp lấn chiếm vỉa hè. Phạm vi xử lý tập trung tại 4 tuyến đường xung quanh chợ Hàn theo lãnh đạo phường Hải Châu 1 để lập lại trật tự trên lĩnh vực giao thông. Địa phương lập phương án trả lại 100% không gian vỉa hè khu vực xung quanh chợ Hàn, không còn cảnh sử dụng vỉa hè làm nơi để xe máy.